Anh nhìn đây, tôi là lừa đâu, cô bác Cường. Đúng rồi, đồng chí, đúng rồi, đồng chí này là anh Đỗ nha, giữa xe này em làm bên trong bản. Đây, đây, ai chống đối bắt luôn. Chống đối giao thông bắt thì là một người quá. Mày gọi thằng anh trưởng luôn. Thằng nào mà không có mặt được, có mẹ một con xe chứ. Mẹ hai chỉ đáp
rồi em hút tao rồi nha. Bỏ tao đi. Bố mày chỉ ai mày vào. Sao? Sao? Mày chửi tao rồi. Mày chửi tao rồi. Ông là người làm việc đây. Tôi đang làm việc với anh đấy. Một người nói thôi. Người có chỉ công thôi. Một người nói thôi.
giấy tờ tao thôi, được rồi anh xuất trình đây kiểm tra, anh xuất trình đây kiểm tra, anh có bảo hiểm theo mày đừng nói đến bảo hiểm. Rồi được, nhất trí. Lấy xe phải để chính chủ không ạ? Chính chủ luôn. Rồi anh cho em kiểm tra bằng lái được không? Bằng lái thôi. Anh cho em xem chứng minh thư đấy. Được rồi, em cầm cầm một thứ thôi. Không, anh để tôi kiểm tra. Em cầm một thứ thôi. Tôi không lấy của anh nhá. Chính thư đây. Rồi, thử anh nhá. Nào bây giờ ông đưa bằng lái đây. Anh từ từ lại, tôi lập biên bản đã. Lập biên bản, lập biên bản về việc gì? Vì việc vi phạm của anh. Đây là việc vi phạm của tôi. Đồng chí đang vi phạm không? Không bị sai phạm đúng không? Anh không biết đây. Có quyền kiến nghị và anh ghi. Ông đưa cái bằng lái thôi. Đưa bằng lái thôi. Nha. Ông đưa cái bằng lái của tôi đây. Đưa bằng lái đây. À, đưa cái đăng ký xe đây. Ông đưa cho ta, người ta đòi đưa ra. Đưa cái đăng ký xe đây. Rồi. Bây giờ tôi hỏi anh nhé, tên tuổi anh là gì? Tên tuổi gì em? Vừa xem rồi đi nha. Rồi được rồi, bây giờ anh đòi lại, tôi chưa kịp xem. Anh đưa tôi, anh đã đòi ông lại. Ông lập cái bản cái về gì? Ông đồng ý an toàn giao thông. Ông hỏi tôi.